Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Thì video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một phần mềm giả lập Android nhẹ, mượt và ổn định cho máy tính của các bạn. Thì các bạn hãy xem cái video này để thực hiện đầy đủ các bước để có thể tải được phần mềm giả lập này về nhé. Về thì link tải phần mềm giả lập mình sẽ để dưới phần mô tả hoặc là bình luận của video này. Các bạn có thể kéo xuống và các bạn nhấn vào đường link đấy để tải phần mềm giả lập về nhé. Sau khi các bạn nhấn vào link ở dưới phần mô tả của video này thì nó sẽ ra được trang như thế này, trang giả lập NUC Player đây. Đây các bạn chỉ cần bấm tải về ngay là được. Đấy, nó sẽ tải về ở góc dưới đây thôi. Thì tốn là 529 MB nhé. Đây do phần mềm này mình cài rồi nên mình sẽ không cài nữa nhé. Sẽ hủy đi. Đây xong khi các bạn tải về xong các bạn mở lên và các bạn bấm cài đặt là được nhé. Này cài khá là đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ mở phần mềm giả lập NUC Player này lên để trải nghiệm cho các bạn nhé. Đây thì đây là giao diện của phần mềm giả lập NUC Player nhé. Đây, mình sẽ phóng to lên. Đây thì sau khi các bạn vào được phần mềm giả lập NUC Player này rồi thì các bạn vào phần tool đây, các bạn kéo ra. Đây, có cửa hàng CH Play đây. Bạn kéo ra để các bạn tải game về nhá. Đây, các bạn nhấn vào cửa hàng Play đây. Thì lúc thì do mình có đăng nhập tài khoản Google rồi nên là nó sẽ vô luôn nhá. Còn mới đầu các bạn vào thì nó sẽ bắt các bạn đăng nhập thì các bạn có thể đăng nhập nhé. Đây mình sẽ làm lại bước đầu cho các bạn nhé. Đây thì mới đầu nó sẽ yêu cầu các bạn đăng nhập đây. Thì nếu bạn nào có tài khoản thì các bạn đăng nhập. Còn bạn nào mà chưa có thì các bạn có thể nhấn vào tạo tài khoản đây này. Rồi, cho bản thân tôi nhé. Rồi, các bạn nhập họ tên các bạn vào. Rồi, các bạn bấm tiếp theo. Rồi các bạn nhập ngày ngày tháng năm sinh các bạn vào. Rồi, các bạn nhập đại cũng được, năm 2000 nhé. Giới tính này, nam này. Rồi bấm tiếp theo. Rồi tên người dùng. Đây mình sẽ đặt là Long giờ là gần TV3 à, cầm gần nghe.com nhé. Rồi các bạn bấm tiếp tục. À, như này là đã có người sử dụng rồi. Bấm tiếp theo mà. Cũng đã có người sử dụng rồi. Rồi, 5 nhé. Rồi các bạn nhập mật khẩu. Nhưng để là Long giờ ra gần TV mật khẩu nhé. Rồi bấm tiếp theo à. Rồi các bạn nhập số đi. À, nhập số điện thoại các bạn vào. Bây giờ số điện thoại này mình đã đăng ký quá nhiều lần rồi nên là mình không đăng ký được nữa. Các bạn cần nhập số điện thoại vào các bạn bấm tiếp theo. Rồi cứ bấm tiếp theo và đồng ý điều khoản, điều kiện là được nhé. Rồi sau khi các bạn đăng ký xong thì nó sẽ vào luôn giao diện như thế này. Bây giờ là các bạn có thể tải game và các bạn trải nghiệm rồi nhé. Như game Garena này, Garena Liên Quân gì đều chơi được trên này hết nhá. À, trên điện thoại chơi được game gì thì trên máy tính cũng chơi được game đấy nhá. Rồi, mình xài đang là khá là mượt nhá, đang khá là mượt. Rồi video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn còn thắc mắc hay là câu hỏi gì mà cần mình giải đáp thì các bạn có thể bình luận dưới mô tả dưới video này, mình sẽ giải đáp thắc mắc và câu hỏi của các bạn nhé. Rồi nếu mà các bạn thấy thích video này thì cho mình xin một like và đăng ký kênh, một share, và nếu có thể thì các bạn có thể đăng ký kênh này và bật chuông để có thể nhận được những video mới nhất của mình. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.